Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì chắc anh em coi được video của mình xong xuôi rồi, chắc anh em cũng đã biết cái sự kiện mới đã diễn ra rồi ha anh em. Rồi thì mình quay video trước cái thông tin mà tướng mới nếu mà có anh em. Đó, và cũng như là nay hình như là cỡ 90% mà có tướng mới rồi. Đó, nên là chắc con tướng mới thì chắc mình hẹn anh em ở video sáng ngày mai. Đó, thì mình sẽ, nếu mà có tướng mới thì mình sẽ review full cái event và cũng như là review về cái sức mạnh của con tướng mới cho anh em coi. Đó, để anh em biết tình hình anh em. Anh em biết thì cái tính chiến thuật và cũng như là cái đội hình của kênh của mình thì cũng khá là ok rồi anh em. Đó, nên là sẽ giúp ích cho anh em một phần nào đó để anh em sưu tầm tướng và cũng như là theo đuổi là kịp cái meta hiện tại. Đó, nó là con tướng gì được các thứ ha anh em. Rồi thì hôm nay mình cũng đã là xác định được cái gói nạp rồi anh em. Hồi chưa lock vào game mà không biết nạp gói nào luôn anh em. Trời ơi, chán thực sự luôn á. Rồi, để mình kiếm cái x2 kinh nghiệm VIP. Thì hôm nay là kiếm được cái gói ở này, nạp hai gói này thôi nè, nạp hai gói này kiếm được ít đồ thôi, kiếm được 250 kinh nghiệm VIP để mà lấy quà nạp liên thôi anh em ơi, chứ thật sự ra cũng không có muốn nạp cái gói này tí nào. Ok, gói này cũng khá là rẻ anh em, 22.000 anh em ơi, nếu mà nạp ở ngoài web thì nó còn rẻ hơn cỡ chừng 18.000. Ok ha, bây giờ nạp hai gói này nè, hai gói nhỏ xíu nữa anh em, lần đầu tiên nạp hai gói nhỏ xíu luôn á, bởi vì ngày hôm nay là không có gói nào ngon cả nên là bắt buộc phải nạp hai gói này. Ok, một gói rồi ha, để chủ yếu lấy quà nạp liên ngày thứ bảy thôi nè. Ok rồi, đủ rồi đó nè, thấy ổn áp rồi đó. Rồi vô lấy quà thôi nè, hai gói. Cái này nó cho mình nạp tới 10 gói lận nè, mình nạp hai gói là ổn rồi. Em lên TV với chuyện này canh hay thiệt chứ. Ok, lên TV rồi đó, thả lòng em chưa. Ok, hai gói này thì chúng ta được hai ba ly nè. Ok ha, với lại được 400 cái phong bao đó, cũng đỡ khổ anh em. Giấy thách đấu lại được 1.000 đá cường hóa, tính ra cũng ngon. Cái bộ này em đâu có cùi đâu, 400 kinh nghiệm VIP nè anh em. Coi tiếng động nó hơi kỳ một tí. Rồi ok, 400 kinh nghiệm VIP anh em, ổn rồi đó. Lấy thêm quà nạp liên nữa là tuyệt đẹp. Đây quà nạp liên anh em, 5 cuộn chiêu mộ nè anh em, đâu có ngu gì đâu mà bỏ anh em. Quà nè, 7 ngày 250 điểm rồi, chúng ta đủ rồi, dư hết 150 điểm luôn nè. Ok nha, 10 xu. Rồi, ngày hôm nay là mới AD mới phát cho mình cái code em, code này code riêng ha. Code này gọi là code VIP vàng nè. Đó, lượm cái code VIP vàng luôn, thử coi nó cho cái gì. Cái tuần này có cho, chắc là cho mình thêm phong bao rồi nè. Nghĩ là cho mình thêm phong bao rồi các thứ đó. Ở xa, đợt này không có phong bao luôn ta. Đây nè, code VIP vàng 16 nè. Đó, thì cái code này thì nói cho ông này chưa biết luôn, thì chúng ta phải nạp trên 60 triệu thì mỗi tuần thì AD sẽ phát chúng ta một cái code y chang như thế này. Đó, code này code riêng anh em, chỉ ăn được một người thôi. Ok. Đó, code này khá là ngon anh em, nên là mình không có cho anh em ăn được. Đó, nói chung là bây giờ cho anh em cũng được đó, nhưng mà ông này có, ông kia có, biết bao nhiêu cho đủ anh em, nên thôi mình ăn luôn. Với lại mình cũng đang thiếu là tài nguyên á, tại nó cho tới là 200 sách nghề rồi các thứ nè anh em. Đó, 1.000 video rồi các thứ nữa nè, nên là mấy cái code này là mình xin phép thôi, mình ăn luôn rồi nè. Rồi ok ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đi là thử thách đồ các thứ đi anh em nha. Coi tổ chức coi nhiệm vụ có xong chưa. Chưa xong nữa. Ủa thôi, vô hết anh em. Ông này sao yếu dữ vậy. Anh em phải trên cấp 100 mình mới vô được anh em, tệ lắm, phải cấp 100 đó. Trời ơi, 17/25 rồi, ngon à. Chiến này ông nào mà gặp cái tổ chức của tôi là chắc hơi bị ngon đó nha anh em. Bởi vì tàn mấy ông là cấp thấp thấp không à, vô đánh đã luôn. Xác định là thua rồi anh em, xác định là đánh tổ chức chiến là thua rồi đó. Chủ yếu là lấy 3.500 điểm thôi. Rồi ok ha, bây giờ vào đánh thử thách đi nè. Chiều thì mình cũng đã, hồi trưa thì mình cũng đã có lụm được con một con Conan nè. Rồi con nào nữa ta? Đứa nào đó ta anh em nhờ. A con Sasuke với lại con Zetsu. Đó, bây giờ là đi đánh cho anh em coi nè, hy vọng là sẽ lượm được mấy cái búp xịn xịn một tí. Để đây nè, Sasuke cũng có sẵn luôn, mới ghê chứ ạ.
Kai Kai Shisui. Sasuke để từ từ đi anh em, cho Shisui lên cũng được. Ok, team này là ổn rồi đó nè. Nếu mà mình lượm được mấy cái búp xịn, ví dụ như là ui cha, cái con Kuna bên kia tóc nó cao vậy. Kuna này Kuna lượm được chắc luôn nè anh em. Đó thì sạc của khi mà mình lượm được mấy cái búp hệ lôi tăng công cho toàn team đó anh em, thì cái đó mình thấy mới ok. Mình mới bỏ con sạc vô đánh được anh em. Con Toro mình đóng băng rồi nó vẫn đánh con gai được cái anh em, ảo ma. Đây nè, đây nè, một xoáy một. Thì giờ đang có nè đi mấy cái này khá là dễ nè, khá là ổn thôi chứ không phải là dễ nữa. 4 skill. Wow, lúc này chưa được búp gì hết nha anh em, 186 triệu đam. Ghê thật sự. Rồi, búp gì đây? Linh gia hàng sau đầu trận tăng 15 độ. Xét tư kỹ năng hả ta? Linh gia hàng sau tăng 5% công. À đây, cái này cũng được. Tăng công một chút công cũng được anh em. Để mình đổi cái con Conan ra đó nè. Con Conan nó cho đó. Conan này Conan được cho nè. Conan này mới là Conan của mình anh em. Có bao vật nộ đàng hoàng. Conan cho rồi đâu mà không có bao vật nộ gì hết trơn. Đói. Có bao vật nộ vô là xoáy một cái một thôi. Khu bên kia có bao vật nộ luôn kìa anh em. Sao ảo ma vậy. Mới vào con phu bên kia nó có nộ luôn mới ác chứ anh em. Hay là mình nhìn nhầm ta. Sao mà nó vào nó đầy nộ luôn rồi ta. Ảo ma thật sự anh em. Trời ơi, team này là mát counter mấy bạn yếu yếu rồi. Cái này không có bấm bỏ qua được nha anh em. Bắt buộc chúng ta là phải coi cái trận đấu. Thì sẵn đây là mình vừa là tham gia cái tính năng luôn anh em. Rồi là quay video cho anh em coi cho nó thú vị anh em. Đó, coi cái team của mình đi mấy cái này là mới ok ha. Còn bây giờ ải thì hầu như là đều là kẹt cứng hết rồi. Không kẹt level thì cũng kẹt ải anh em. À, đây đây, các ninja hệ phong tăng 10% công và 15% hút máu. Mỗi ninja hệ phong trên chiến trường tăng 5% chính xác thôi. Chọn này là búp cho con Na là ổn áp hơn đó. Không ai mất máu cả. Coi coi, này là Yasu. Lia lia lia. Ui cha. E4 né anh em. Nó dụ mình đó anh em, nhìn là biết nó dụ rồi. Né chắc cứu anh em. Lụm cục máu chắc chắc anh em. Rồi đánh hàng trên nha anh em thấy không. Hồi nãy là E4 không à. Mà lực chiến nó thấp lắm. Còn đây là E3, cái viên một vàng E3 lực chiến cao hơn cái thằng hồi nãy là 6 triệu mấy anh em. Yagura bên kia có nộ kìa anh em, bảo vật nộ kìa. À vậy là đúng rồi anh em ơi. Vậy đúng hồi nãy là mấy ông này mới E3 thôi mà bảo vật nộ tùm lum anh em. Dạng như mấy ông đổi vali á, nạp tiền đổi vali á anh em. Mấy ông này không phải yếu đâu, dạng như là top của mấy cái server sau á anh em. Họ chưa có lên được E thôi, nếu mà lên được E chắc cũng đã E4 giống bằng mình luôn rồi á anh em. Bá lắm đó nha, phải đơn giản thôi nha. Đây thì Yagura, trời ơi, trắng cây. Đau quá, đau quá. Lượm được cái cọng giáp nữa coi. Tiêm nửa cây máu hết rồi. Ok, ăn máu nữa là xong. Một đây, trời ơi. Lá trắng này anh em 40% luôn. Hồi đợt mình lượm có 20% mà có cái lá trắng khá là ngon. Ủa hồi nãy cái búp ở bên phải là cộng 25 gì khi mà gây sát thương gì nè anh em. Mới kể nó đi, lỡ đi. Lỡ cho qua luôn rồi. Đó, cái giáp này khá là lợi hại anh em. Khi mà chúng ta bị tránh bị dồn đam. Nè bên kia cũng có nộ kìa anh em. Ghê thật sự á. Ngạo hổ tàn long không chứ bộ giỡn đâu anh em. Dạo này bảo vật nộ là tràn lan đại hải anh em. 120 qua ly thì chúng ta sẽ có một cái bảo vật nộ mà. À có bông có ba con Conan với lại cái có khiên á nên là đỡ lắm. Đó nè là xoáy nè bên kia xoáy cái không sao không xi nhê. Đó anh em thấy sức mạnh Kisame chưa, một kẻ một chết Conan tôi rồi. Hay chà, rồi xong gãy Conan thiệt rồi anh em. Cắn kèo thực sự chứ bộ. Trời ơi, 5% máu tăng 35 cháu tối đa. À, hút máu 25%. Không chế độ khó đi. 5% máu tối đa tối đa. Rồi ok. Ủa cái đó búp nó ngon ghê anh em. Tăng 35% máu. Khi mà anh em chơi chế độ khó nữa thì nó sẽ lên tới 70% đó anh em. Ôi, để coi coi. Đánh hàng dưới hay hàng trên ta. Thôi đánh hàng dưới đi anh em nhờ. Hàng dưới có máu, hàng trên cũng có máu. Trên cũng có máu anh em.
Vậy thôi đánh hàng trên thôi, bắt buộc phải chọn Conan này rồi. Conan được chọn này, mất cái bảo vật nộ rồi anh em ơi. Mất cái bảo vật nộ của Conan của tôi rồi. Hơi khó khăn lại một tí rồi đó nha. Trời ơi, Kisame đánh thường khều nhẹ ghê anh em nha. Quên tí bỏ Shisui lên nè, hàng đầu chứ. Tay cho con cho Zoro khá ổn anh em. Nói chung hàng đầu là gắn con Kisame cũng được, tại nó có hồi máu á. Ok. Đó, tại trên còn một cục máu nữa mà anh em. Gây ra sát thương tướng khắc hệ đi. Gây sát thương tướng khắc hệ đi anh em, tướng khắc hệ khá là ngon ha. Chọn Yagura đi. Ăn cục máu này nữa nè. Ổn áp nha. Rồi, đầy cây hết rồi đó. Ok, đánh hàng dưới rồi anh em. Bắt buộc rồi. Ui, Sakisume E4 nè anh em ơi. Chết tôi rồi. Không sợ nha anh em, không sợ. Dồn chết Kisame trước luôn nè. Choáng. Chết tôi, không chán được đứa nào luôn. Itachi bên kia gãy trước rồi anh em ơi. May quá Kisame của mình là có nổ trước nha anh em. Đừng có để cho nó nổ chết con na tôi. Đúng rồi. Đúng là Conan được cho khác anh em. Một tán một chết Kisame luôn. Ghê thực sự. Lậm liền. Ok nha, gây sát thương với quên hồi nãy mình chọn cái hình thổ tăng. Hồi nãy mình chọn cái tăng 40% đam khi mà đánh tướng khắc hệ mà anh em. Giảm sát thương khi nhận được vào đối thủ. Giảm sát thương nhận vào khi đối thủ có cấp cao hơn nên gia hệ thổ trên chiến trường. Chán thực sự với cái búp này. Ôi ôi. La liệt rồi, lụm máu coi, chắc cú. Rồi, ổn rồi nha. Đánh để ta mà. Phải đánh ông này chắc cú rồi. Trụ E4 anh em, full E4 nè. Team này nhìn khá là quen luôn á. Shisui. Cho Shisui lên đây bởi vì nó có block dam mà. Orochimaru nữa chứ. Bây giờ gai sấy một cái có đứa chết là ngon. Choáng được con. Ok. Ngon lành. Đóng băng không sợ luôn nha anh em nè, có đóng băng không sợ luôn nha. Này thì full nail 4 nè, một mình na lo 5 đứa anh em. 320 triệu đam. Mình la na là 5 skill luôn anh em. Ớn lạnh thật. Hồi 15% máu khi có địch bị tiêu diệt 3 lượt đầu. Khi ninja sử dụng kỹ năng sẽ hồi 25 nộ. Ây chà, cái nào ngon đây ta. Thôi hồi máu khi tiêu diệt địch đi nè. Coi coi có đứa nào mất máu không. Cho Zoro mất máu nè. Ây chà. Đánh hay là không ta. Đánh hay không anh em. Nửa cây máu à. Tem luôn. Sợ gì còn một cục máu đằng trước nữa mà. Chết tôi, Shisui dính ảo thuật rồi. Ôi bay màu Conan bên kia luôn. Nó đã có là cộng phần trăm thủ rồi nha anh em. Ở bên kia cũng đã có cộng phần trăm thủ rồi đó. Đấy. Có na lia mấy cái ải này giờ khá là dễ rồi anh em. Nên là cũng không có lo cho lắm. Ui đánh con gai không suy nhê luôn kìa. Gai trâu dữ vậy sao. Na chọi một cái gai đi bụi luôn nè anh em. Đó, giỡn mặt ba ống nộ luôn mà. Ba ống nộ thì mình nghĩ đam nó sẽ nhân 2 lên đó anh em. Ê nhân 3 chứ anh em, nhân 3. Á cha. Bộ ninja hệ thổ nãy giờ không thấy hệ lô đâu hết. Đến giờ hệ lô khi sử dụng kỹ năng sẽ hồi hệ thổ tăng 8% chặn chí mạng đi anh em. Chí mạng cạn mạng cộng 15% đi, đánh cho nó đã. Rồi xong rồi đó anh em, không có thấy búp của hệ lô rồi đó, hơi buồn tí. Đánh với lại team 10 triệu lượt chiến nè anh em. 10 triệu lượt chiến ha. Chơi. Bên kia Kisame E4 rồi, các thứ ghê quá anh em ơi. Dạo này mà ổng build Kisame để counter con na ghê quá. Anh em muốn Kisame phải counter con na được thì con Kisame anh em phải là cực kỳ mạnh nha anh em.
chơi rồi là phần trăm chí mạng là phần trăm chí mạng rồi các thứ nó chẻ xuống mới mạnh. Còn mà chẻ không chết ai thì khó lòng nào mà đó anh em mười mấy triệu. Chẻ không chết ai thì đó giống như con Kisume bên kia chẻ cũng được thôi nhưng mà không có chết được nổi mình nha anh em. Đó, có một chút Rio liền anh em. Búp mấy ải cuối thì ngon lắm nè. Tăng 5% máu, ui ui. Tăng 5% công tối đa là mỗi trận thắng là 40% công. Tăng 2% ok, tăng công đi. Khó luôn. Sợ gì anh em. Qua coi. Nửa cây máu rồi, lụm máu thôi. Tướng mình thì cũng có duy nhất mỗi mình con Conan chết rồi. Hồi nãy mới lụm được con Conan khác rồi, không sao. Đánh thằng trên ha anh em. Ôi cha. Nó chấp con Zetsu luôn mà. Nó chơi Zetsu 10 sao vô trận luôn mới ghê chứ anh em. Con Zetsu đi cặp với lại con Conan khá là hợp lý anh em biết tại sao không? Bởi vì con Zetsu với lại Conan là cái tính chất nó giống giống nhau rồi nè. Khi mà con Zetsu nó đánh thường quá trên độ nó sẽ cộng công với lại cộng thủ. Đó, đánh thường thì cộng thủ anh em. Độ một cái là cộng các cái chỉ số công thủ được khá là cao. Còn con Conan thì vào trận thì nó sẽ búp thêm thủ đồ các thứ. Đó nên là nếu mà anh em có điều kiện á, anh em cho con Conan với lại con Zetsu đi cặp với nhau. Đó, nó cộng công với lại thủ cho team khá là ổn áp luôn anh em. Đó, anh em để ý mấy cái biểu tượng ở trên này nè. Đó là mấy cái biểu tượng cộng công đồ đó. Ok. 3 trên 3 rồi. Mỗi đánh giá hàng hóa tăng 5% máu cho đồng đội anh em. Tăng 80% khả năng phục hồi. Lượm phục hồi thôi. Tuy rằng tướng của mình, cái khả năng phục hồi đó là dành cho những cái team nào dạng như là nó hồi máu nhiều á nha anh em. Với lại có gai rồi những cái con tướng tự hồi máu á. Nó hình như nó cũng có cộng đó. Đánh hàng trên đi, cũng E3 không nè. Gai nó cũng tự hồi máu nè. Rồi con Kona, con Na nó cũng tự nó hút máu nè anh em. Na cũng có hút máu, Kisame cũng có tự hồi máu. Đó, rất là nhiều tướng tự hồi máu luôn em. Đồ chết Kisame tôi rồi. Đánh đau quá. May quá mình choáng được 3 đứa nè. Bây giờ rút độc một cái thì team bên kia gãy hết rồi nè anh em. Rút độc có Shisui á. Chết tôi rồi, team tôi gãy rồi. Này thì Na nè. Gãy con bé baby shark của chúng ta rồi anh em ơi. Ồ, quá ok. Cây thêm 25 cái tương địch nhiều máu hơn. Ok. Dạo này mấy cái búp đàn ảo diệu không anh em? Mấy búp ảo diệu quá. Coi coi. Ồ, E4 không anh em ơi, né. Đánh này đi cũng được. Kisame chết rồi, bây giờ cho ai vô đây ta? Hanzo anh em nhờ, cho Hanzo vô đi. À, đây. Dạo này bây giờ gần hết từ đây cho tới cuối ải là ramen ít lắm nha anh em, hồi máu ít lắm nha. Anh em cẩn thận. Mày đánh con Hanzo đi. Đó, nó ăn vạ tụi mày cho tụi mày coi. Đó, rút độc đồ này ngon rồi nè. Shisui sắp hẹo rồi. Úi trời ơi mạnh. Tính đang Conan nó mà nó được cho anh em nổ mạnh ghê luôn á. Ok, giảm sát thương. Giảm sát thương với ninja hàng sau, giảm sát thương. Trời ơi, đầu trận tăng 15 độ. Có cấp độ cao hơn. Thì tùm lum tàn là cái gì đâu không anh em, chán thật sự á. Giảm sát thương với ninja hàng sau đi. Rồi đánh ở dưới đi nè. Phu đồ E4 đồ ghê gớm vậy ta. Phu E4, na E4 anh em. Đây là cái cuộc chiến là tốc độ ha. Bên nào tốc độ cao nhất là bên nó ăn anh em. Đó, bên kia có cả bảo vật độ rồi luôn ghê. Orochimaru đồ cũng đánh hóa đá đồ luôn kìa anh em, phu đánh hóa đá nhưng mà đây khi mà tự thi con ra con na tiên nhân anh em thì coi như là chấm hết cái chế độ là phu với lại con Orochimaru là đánh hàng sau rồi, bởi vì na là nó kháng 100% hóa đá nên là con Orochimaru với lại con phu đó thì không thể nào hóa đá được anh em, câu tơ cứng luôn của mấy con tướng hóa đá anh em, rất là tội nghiệp tụi nó. Na này ra khá là bá anh em ơi.
Đã vậy mà nó còn có xóa hiệu ứng nữa chứ. Ok, bên boss cho anh em coi luôn nha nè. Ninja hệ lôi, ninja hàng sau tăng 10% công. Ở đây, cái này cũng được. Ai cha, đánh ba con ban này anh em thì tỷ lệ gọi là win của mình khá là thấp anh em, cũng như là thua hết nguyên một dàn tướng khá là cao anh em chứ, khá là cao. Bởi vì tụi nó toàn chơi one hit không. Mấy con này mạnh lắm nha anh em. May quá chán được rồi, nhưng mà na của mình đã bị chán ngược lại rồi anh em ơi. Đó, đứa nào mà gây hiệu ứng cho cái hai con đằng sau này là nó bị phản hiệu ứng anh em. Tụi này sẽ có tính chất phản hiệu ứng nha. Rồi rồi rồi, chuẩn bị nó nổ một cái chế một đứa nè. Đó, đó, thấy chưa? Xui xui gãy luôn rồi. Hay cha, may quá. May mà choáng được tụi này đó nè. Đó, con Chazuro mình bị phản hiệu ứng nè anh em. Hai con đằng sau này ghê lắm nha anh em, ghê gớm lắm nha. Được 12 mảnh đồ viên là anh em cũng đỡ ghiền. Ok, đánh ở trên hay dưới này? Trên dưới cũng vậy thôi. E4 E3 ok, đánh E3 đi anh em nha. Như lực chiến ở trên này nó cao hơn xui xui. À, không có Conan. Để coi con trên coi có Conan không. Ở trên có Conan nha anh em, đánh ở dưới thì an toàn hơn á. Tại không có Conan chúng ta có thể dồn đam được. Để mình coi coi có đứa nào mà ngon hơn nữa không. Đây, cho Zetsu E4 vô đánh cho anh em xem ha. Đó, cho anh em coi cái cặp giữa Zetsu và cũng như là con Conan đi cặp với nhau búp như thế nào. Rất là ổn áp anh em. Hai thủ này anh em, thấy hai cái hiên không? Tức là cộng hai thủ lần đó. Tại nãy con Zetsu mình có đánh thường anh em, đánh thường nó sẽ cộng thủ cho team. Khi mà nó nộ thì nó sẽ cộng công cho team nữa anh em. Được mấy lớp liền luôn á, xếp chồng lại với nhau khá là ổn áp. Đó, team mình hầu như nếu mà đi hai cái cặp này thì khá là bất tử anh em. Sau anh em có chơi á thì anh em chọn cho mình một con Zetsu đi cặp với lại con Conan. Đó, thấy ổn áp hơn đó anh em. Tụi má ơi, nó rút độc kìa. Hay cha, may mà còn cái cục đam mê nó đằng trước kìa nè. Đây, chọn cái này thôi nè. Hai bên kia là nó cho con Utakata với lại con ga con Sasori thì phải, chứ không phải cho mình. Ok, ngon. 12 triệu lực chiến. Mấy này tặng E3 không anh em, nhưng mà mười mấy triệu lực chiến khá là ảo mà. Mình còn vài con E4 nha anh em, nếu mà có chết thì cũng không có sợ. Mà hầu như thì những cái kèo này toàn là con Na gánh tim không à. Có Na là rất là dễ đi nè, rất dễ đi. Không biết con tướng mới như thế nào nữa. Để coi skill nó các thứ rồi mình sẽ phân tích thử coi là có nên bỏ vào beta hay không nè. Như là cái sức mạnh của nó như thế nào đó nè. 3 tuần rồi bây giờ mới ra tướng mới mà không biết có hay hôn nữa. Ok, xong thì khá là dễ dàng. Đến từ vị trí của em Na. Tài nguyên rất nhiều luôn nha anh em. Cho Rio được vài trăm Rio á. Coi thử coi. Đây, 5 túi Rio nè. Lụm 100, 200 100, 200, 300, 400 400 mấy Rio nè em. Ngon chứ bộ, giỡn đâu. Rồi ha. Tài nguyên thì mình của mình. Để mình vô trong, đây. Cái phong bao cũng đã 2.200 luôn rồi. Đổi thêm con tướng anh em nha. Để coi coi tối nay con gì rồi mình đổi của con đó nè. Giờ đổi phí lắm. Giờ đổi phí, giờ mình vẫn chưa biết là ra con tướng gì nữa nè. Không biết có ra hôm nữa nè. Đó, thì để coi như thế nào ha. Cứ để đó đi, tối tính sau. Tới 10 giờ ngày mai mới hết event nha anh em. 10 giờ ngày thứ năm mới hết event. Rồi ok ha. Rồi thì đó là video ngày hôm nay ha anh em. Anh em thấy hay một like share giỏi kênh nha. Ngày mai có event gì mới thì mình sẽ review full. Nếu mà có tướng mới thì mình sẽ đánh giá cũng như là đánh giá sức mạnh và cũng như là được á thì mình sẽ cho anh em coi cái bản full HD về cái skill của con đó ở bản gốc luôn nha anh em, để cho anh em gọi là tham khảo ha. Ok, cảm ơn nhiều nha.